Ok, chào tất cả các bạn đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video mới nhất em đăng bán cho tất cả các bác. Hôm nay thì em lên cho các bác hai dòng đẩy đều xuất xứ từ công nghệ của Mỹ. Và con này thì nó là hàng Made in USA. Còn con này là công nghệ của Mỹ, thì cũng hàng Huawei, đều được trang bị xó sắt của Mexico. Đấy, xó sắt nha các bác nhé. Một con thì được trang bị 16 sò và một con trang bị 20 sò. Một con thì 2 U và một con 3 U. Đấy, được chưa? Các bác có thể một con thì trang bị đến 12 quả tụ và một con chỉ có trang bị 8 quả tụ thôi. Được chưa? Đầu tiên thì em xin giới thiệu các bác một con đẩy dưới trang bị 20 sò sắt trước. Con này có tên là Huawei. Huawei mã của nó là V805 Class H này này. Các bác nhìn này, Class H nhá. Lên các anh em đừng hỏi là mạch gì nhá. Processor Power Amply. Con này cũng là chạy mạch Class H load. Huawei nguồn rất to, nguồn này là nguồn 17 phân size 3U, các bác nhớ nhá. Nguồn 17 phân size 3U thì nó sẽ tương đương với cả nguồn 20 phân size 2U. Đấy, nó sẽ tương đương thôi chứ nó độ khủng nó sẽ tương đương. Đấy, nó trang bị 20 sò sắt này. Các bác nhìn sò sắt này. Máy móc thì bao đẹp cho tất cả các bác. 12 quả tụ phẳng lời. Đấy, các bác nhìn tụ rất phẳng và đẹp luôn. Quạt thì quạt 3U làm mát cực kỳ tốt. Cái con này thì con 20 sò sắt này thì em bao các bác đánh được 2 cả 30. Đấy, ok chưa? Huawei 8.5 và con này có giá là 5 triệu bao ship cho các bác này. Đấy, 5 triệu bao ship nhá. Rồi. Đến một con đẩy tiếp theo. Mã của nó là MX2000A. Đấy à, 2000A. STHSHIL 2 kênh. Đấy. 2 kênh chạy bình thường. Đấy. Tí nữa em sẽ test thử từng kênh một cho tất cả các bác. Con này được trang bị 16 sò sắt và ít sò than có 3 này, 6. Phía dưới nó 6 nó 12 sò than. 16 sò sắt, 12 sò than. Con này cũng có sò than nhá. Sò than để bù am nhá các bác. Đây là sò than để bù am. Và điều đặc biệt nữa nhất đây này, trên đó nó có một cái tem nhôm. Nó ghi là Made in USA. Các bác thấy chưa? Đấy, Made in USA. Còn nhiều bác ấy bác bảo là không có hàng Mỹ xịn thì hay là không có hàng Mỹ đấy thì em không rõ. Em thì em chuyên bán hàng Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc nó nhập ở đâu thì em không rõ. Có thể Trung Quốc nó nhập từ Mỹ, như từ Anh, từ Pháp, từ Nhật Bản về, họ dùng xong thì họ bán lại sang thị trường Việt Nam thì đó là hàng bãi. Nhưng mà nói chung đi nữa, nó đã có cái tem Made in USA thì khẳng định luôn là cái chất lượng của nó khá ok. Thế à, anh em mình nên nhớ một câu đấy. Và đặc biệt nữa là hai con dòng đẩy này nó đều chạy sò sắt, lên đưa ra cái chất âm và cái độ bền của nó khá tốt cho tất cả các bác. Đấy, nguồn của nó to, nguồn 17 phân size 2U nhá, chạy 8 quả tụ này, 2, 4, 6, 8 quả. Đừng có sờ vào đây nhá, sờ vào đây điện nó giật đấy. Đấy, khi đang bật. Thấy chưa? Cái quạt này là quạt cảm biến, khi nào nóng lên thì máy quạt thì nó sẽ hoạt động nhá, quạt cảm biến nhá. Đây em sẽ quay từng cây một này. Một cây này. Hai cây này. Kênh về bên này này. Và cái con MX2000A này thì bao các bác đánh 1 cặp 40, tối đa là 1 cặp 40 nhá, không thì 2 cặp 25. Đấy, anh em nó chơi thoải mái. Còn nếu mà tính về công suất ấy thì các bác cứ tính là 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 này, con sò sắt này là 200W một con, nhưng mà mình cứ tính là 150 thôi. Đấy, cứ tính 150 thôi. 150 thì nó rơi vào khoảng 1200, hiệu suất của mạch Class H thì nó rơi vào khoảng 80%.
hiệu suất CleanCast 80% thì 1200 × 8 thì nó khoảng hơn 900W rồi, gần 1000 rồi, thì em cứ tính là khoảng 800W thôi. Thì các bác cứ chơi cặp 40 hoặc là cặp 2 cặp 25 thôi nhá, đánh thế thôi, chứ sò mình đánh làm sao cho nó bền bền máy thôi, chứ còn các bác cứ vã 2 cặp 30 mệt lắm, đúng không ạ? Đấy, sò sam nhá. Con này thì em bán cho cô bác cũng là giá là 5 triệu bao ship nhá, vì đặc biệt là nó có cái tem Iona này nên nó giá hơi cao. Còn cái con này là công nghệ của Mỹ thôi, được sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, nên nhưng mà được trang bị 20 sò sắt cùng các sò than rất nhiều đây này. Đấy, cùng rất nhiều sò than để bù áp. Thì nên giá nó cũng bằng con này một chút, nhưng mà cũng là bao ship vì con này cũng khá nặng này. Đấy, ok chưa? Anh em nào có nhu cầu đến hai dòng đẩy sò sắt thì hãy liên hệ số điện thoại 0398192198 nhé. Cảm ơn tất cả các bác nhé.